Vô. Quá trời con hủ tiếu mực xương tôm. Có bầu viên nữa. Ờ đây đã quá. Ở đây. Trần Xuân Soạn quận 7. Ngay kế bên quận 8. Vừa ăn vừa ngắm cảnh. Và đây là cầu Rạch Ông hướng từ quận 8 về quận 7. Ngay phía dưới là Trần Xuân Soạn quận 7. Sáng hôm nay ở Sài Gòn các bạn, bầu trời không trong xanh nha, hơi xám xịt. Bây giờ chúng ta đi thêm một đoạn nữa thì quán hủ tiếu mực nằm ở phía tay phải nha. Lượng xe cộ cho con đường này cũng rất là nhiều các bạn ha. Và trên con đường Trường Xuân Soạn này có một quán hủ tiếu Nam Vang vào buổi sáng mà được thích các bạn, rẻ và ngon nè, mình từng ghi hình rồi đó. Rồi, chuẩn bị tới nơi các bạn nha. Phía trước bên góc tay phải bán rất nhiều chuối, chuối già, rồi chuối sứ. Đây, chúng ta tới nơi. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 8 giờ rưỡi sáng, ngày 6 tháng 7, 2023. Đây, Trần Xuân Soạn, quận 7. Ngay kế bên quận 8 các bạn ha. Rồi, sáng hôm nay chúng ta đi ăn hủ tiếu mực cô ba. Có giá từ 45.000 đồng các bạn nha. Địa chỉ ở đây là 825 Trần Xuân Soạn, quận 7. Số điện thoại 0937 138 698. Bây giờ chúng ta vô nha. Mình đã gọi hai tô. Mùa mưa xe gít quá vậy. Rồi vô đây. Cái cọng hủ tiếu mình sử dụng là cọng hủ tiếu gì con hả? Dạ. Của ở Bến Tre nè. Dạ. Của Bến Tre luôn hả? Dạ. Vậy là một của Bình Đại hay là của Ba Chi? Đây hủ tiếu mực 45, mực bò viên 55, mực xương 60, mực bò viên xương 70, xương 45, siêu quách 45. Món thêm chén trứng 15, chén mực 30, chén tôm 35, chén bò viên 30, chén xương 30, xi quách 30. Mình bán từ sáng từ 6 giờ tới 1 giờ trưa rồi chiều từ 4 giờ chiều tới 10 giờ tối rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Mùng 1 ngày rằm mình bán không? Dạ, wow. Chỉ có ở thăm đi chơi rồi. Vậy là cái tôm từ Bình Đại và cái mực từ Ba Chi đúng không? Wow, tôm đỏ ào luôn. Dạ ăn rau trụng con. Một phần rau trụng thôi con. Rau xanh này là không có không hành quá. Anh phi được không con? Anh phi được đó con. Rồi, cả hai tô hành phi luôn.
Để chút xíu, để chút xíu nha. Tô hủ tiếu mực xương à, mình lấy cái đũa xốc lên, mình cầm cái cục xương lên nữa. Gọi là xương chứ cả có phần sườn luôn ấy chứ hả? Có thịt đó. À ok. Rồi xoay con tôm cái. Rồi cái phần mực được một miếng, hai miếng. Rồi hủ tiếu, thịt bằm, trứng cút. Dạ. Tôm này có giá 70.000 đồng các bạn, cộng hủ tiếu Bến Tre ha. Rồi. Rồi bỏ xuống đi, bỏ xuống đi được rồi. Kế bên là phần rau. Ở đây có từng ô với hẹ và giá. Còn tô này là tô bình thường nè. Tô này là có bò viên với lại tô với lại mực thôi. Giá 55. Ờ, mình có bò viên nè. Ok, ăn đi. Đây, có ớt, có chanh. Sả tế nè, nước tương. Được ớt Jolly Max. Đây, mình đang ăn một phần hủ tiếu mực các bạn nha. Ờ, nhìn xét là ngon. Ở đây cái vị nước lèo nó sẽ đậm đà, đậm đà nhưng mà nó sẽ hơi hướng thiên về ngọt xíu. Ok, theo kiểu dạng miền Tây á. Ở đây phần nguyên liệu thì tôm tươi ngon, cái phần bò viên thịt cũng thơm, cái phần xương có kèm cái phần thịt thơm và béo, trứng cút bình thường ha, cái phần gọi là thịt bằm cũng ngon á, phần bò viên cũng được đó. Ừ, cái mực cũng tươi luôn. Nhưng mà nếu mà so sánh á thì em lại nhớ cái quán bên Hậu Cơ không? Hậu Cơ nó chuyên về mực tươi, nguyên một con lớn luôn. Đúng rồi. Cái quán nó chuyên về mực, và hai cái vị bên đó nó sẽ không có ngọt như bên đây. Ừ, nó thiên với cái vị như vậy là vị của miền Trung, thổ lộ miền Bắc lắm. Ăn đúng rồi. Lắm. Nó là dạng như miền Trung đó. Không, nó nằm ở Nha Trang, cái vị nó cầu ở Nha Trang đó. Ông đó người Nghệ An Hà Tĩnh. Là Bắc Trung Bộ à. Nhưng mà ấn tượng hơn rất nhiều. Ok. Phần sa tế rất là cay các bạn, cay và thơm nha. Đồ tươi, bán rất thân thiện. Nói chung là cái tiệm này bạn nào thích ngọt ngọt chút xíu ghé qua đây thử nha. Đậm đà và ngọt ngọt chút xíu ghé qua đây. Ở đây là ngọt ngon các bạn nha, chứ không phải là ngọt gắt lên. Rồi, ăn hết thôi. Và cái phần nhiệt nữa, cái tô này nhiệt rất là nóng. Đặc biệt là cho quá cho hành phi cho cái tô này luôn. Do mang hành lá đó. Ở bên kia là được nguyên cái con mực tươi mà rất là lớn. Mà nó cái phần mực nó tươi đến độ mà là cắt nó ra xong bỏ vô cái tô nó đỏ màu. Nó thơm phức cái mùi mực. Ở đây thì mực cũng ngon nhưng mà nó bình thường. Cái mùi mực bên kia là nó nhảy lên luôn. Ờ, nhảy lên. Nó chuyên nhiệm mực. Sạch luôn các bạn nha. Tổng số tiền là 131.000 đồng, một tô 70, một tô 55, 2 ly trà đá 4.000, một cái khăn 2.000. Rồi, xin sa tế về luôn, cho miếng sa tế cô hen. Đó, sa tế ngon quá trời luôn. Đây là một trong những nơi mà bán sa tế mình rất là thích. Dạ đúng rồi đó. Cay quá trời. Tế cay mà đỏ lè ngon ha. Không có bỏ gì hết, ớt thôi đó. Ớt hiểm luôn hả? Xào với dầu, đúng rồi, ớt hiểm đỏ luôn á. Ủa, mình có chi nhánh 2 nữa hả? Nhánh 2 mà giờ nó dán đi. Nhưng mà có hoạt động không cô? Không, mới nghỉ. Mới nghỉ hả? Dạ. Giờ tập trung về đây hết, 825 Trần Xuân Soạn. Đúng. Phường 10, quận 4. Ủa gì cây vậy? Lộn. Phường Tân Hưng, quận 7, nhìn xuống dưới. Con đảng của 14. Biết. Rồi, nói rồi. Mấy bữa nay mưa chỗ này nước có ngập không cô? Không có hả? Diễn cao hả? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp. Safari Sri Lanka.